Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ an lành nghe. Cả nhà ơi, sáng nay mình khoe với cả nhà là mẻ lương của mình nè cả nhà. Đây, mẻ lương bữa hổm mình có chia sẻ cho cả nhà xem đó. Hôm nay là mẻ đầu nè cả nhà. Nay được 19 ngày đó cả nhà. Từ ngày mình vớt trứng nha cả nhà, tới nay là 19 ngày. Sáng ngày mình tắm rửa xong rồi, nó ăn uống xong rồi đó cả nhà. Này mẹ số 2 nè cả nhà. Ăn uống xong rồi cái vô ụ nằm ngủ hết cả nhà. Đó, vô gia thể nằm đó cả nhà. Đây, đây là mẹ số 3 nè cả nhà ơi. Ông xã mình nói đợt sau quá mình sẽ bỏ cái lưới gà chứ không có bỏ cái giá thể này nữa. Cái giá thể này rửa cái mình vũ ra cái nó dính ở trong này nó hơi lâu một chút. Mình thử nghiệm mình bỏ cái giá thể bằng cái lưới gà rồi. Thấy cũng được lắm. Mấy con non á vũ ra nó lẹ lắm, nó không có mất thời gian của mình. À, lúc rồi ông xã mình có mua thêm trứng đó làm đó. Nên rửa nó cũng mất thời gian hơn tiếng. Đợt hổm thì mình làm ở nhà thì nó ít á, thời gian mình rửa thì hơn nửa tiếng là xong à. Bây giờ ông xã mình mua thêm trứng ấp á. Đây cả nhà, cái này là mẻ số 5 nè cả nhà. Này mẻ số 6 nè cả nhà. Cái nhà cho nó ăn rồi á, cái mình để giá thể vô vậy nè. Cái nó gom vô giá thể. Xong rồi cái trùng nó gom lại cục. Cái mình lấy ra dễ ủi rồi cả nhà. Nó không có dơ. Nào nó ăn xong rồi cái mình lấy ra. Đây đây là mẻ lương non mà mình chuẩn bị mình làm cái giá thể này nè cả nhà. Khoe với cả nhà luôn. Cái giá thể này là vũ nó ra cũng mau lắm. Mình sau này mình ấp đợt này mình thay giá thể này hết luôn. Mình không có xài giá thể cũ nữa. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Mình khoe với cả nhà cái này là lương của mình ấp được 4 ngày đó cả nhà. Cái này gần xong rồi. Cái mẻ này mình cũng thử nghiệm luôn. Mình để cái giá thể màu xanh cho dưa lương non nó đu lên nè cả nhà. Này, cái mẻ đầu tiên của cái khai lương mình mới ấp luôn cả nhà. Nay đậu giá thể bộn nè cả nhà. Nhìn nó có màu nâu tím ha cả nhà. Màu nâu tím. Và tầm 10 ngày á là mình từ mình nó nở ra tới 10 ngày là mình cho ăn đó cả nhà. Bây giờ chưa ăn chuyện này được nè cả nhà. Rồi đây đây là cái mẻ cuối của cái đợt ở dưới này nè cả nhà. Mẻ số 10 nè cả nhà. Mình quay ngược trở lại cho cả nhà xem. Đây là mẻ số 10 nè cả nhà. Cái con này thấy cưng quá ha cả nhà. Bữa nay nó ăn mạnh hết rồi, nó đu giá thể hết rồi. Đây, đây là mẻ số 9 nè cả nhà. Ngủ rồi mình không nở chọc nó. Nó ăn xong rồi nó gom vô giá thể. Rồi cái cục trùng này, con trùng này nó cũng tự gom vô nè cả nhà đó. Nó còn dư lại đó, cái nó gom vô đó. Rồi thì xong xuôi mình gánh lỗi mình ngồi mình vớt ra sao cũng được. Đây, đây là mẻ số 8. Mẻ số 8 nè cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Chúc cả nhà bữa sáng vui vẻ an lành. Cả nhà thật là nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Để mình khoe với cả nhà là cái mẻ lương mình ấp gần xong nữa rồi đó cả nhà. Nó kế tiếp rồi đó cả nhà. Đây nè cả nhà ơi. Cái mẻ mà lương mình ấp nó gần xong rồi đó cả nhà. Này chắc tầm chừng 2 ngày nữa chắc xong rồi đó. Trứng nó đỏ hết trơn rồi cả nhà.
Rồi, chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video.